Trong số 20 dự án định canh định cư cho bà con dân tộc thiểu số ở Cao Bằng đã được triển khai, dự án có tổng mức đầu tư thấp nhất là trên 2 tỷ đồng, cao nhất là lên đến vài chục tỷ. Tổng mức đầu tư lớn không nằm ngoài mục đích tạo dựng cho bà con một cuộc sống thật sự ổn định để thoát nghèo và con cái của họ được hưởng chính sách giáo dục và y tế như bao đứa trẻ vùng xuôi. Nhưng thực tế không phải dự án nào cũng đạt được như ý muốn. Tất cả những vấn đề tồn tại ở các dự án tái định cư cơ bản đều không thuộc về nguyên nhân khách quan. Sự chủ quan, thiếu chính xác trong lập dự án đã dẫn tới vốn đầu tư cao nhưng hiệu quả lại thấp. Hàng chục ngôi nhà kiên cố, mỗi ngôi nhà mọc lên là từ 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, mỗi chủ hộ phải đóng góp với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Mặc dù tiền đã bỏ ra là không hề nhỏ, nhưng bao năm nay, nhà vẫn cửa đóng, then cài. Và phần lớn các hộ dân đã chọn cách ở trong núi sâu thay vì về đây. Thưa quý vị, sau hơn 1 giờ đi bộ đường núi dốc như thế này, cuối cùng tôi cũng đã tiếp cận được với làng người Mông ở Lũng Đắc. Tuy nhiên có một điều tôi luôn thắc mắc rằng, cớ sao người ta vẫn chọn sống ở nơi này thay vì ở một nơi bằng phẳng hơn. Bằng phẳng ai mà không thích chứ? Nhưng ở đó thì đói, không có đất sản xuất, nước uống cũng không. Định canh định cư, những dự án vẽ nên bởi giấy, nó cũng dễ dàng được phê duyệt để cấp vốn. Mặc dù trong bản báo cáo hàng chục trang như thế này, không hề có ý kiến của người thụ hưởng là người dân. Cái dự án này là vào vốn đầu tư vào khoảng 31 tỷ. À, 31 tỷ, có lẽ thế. 31 tỷ có lẽ thế. 31 tỷ là cho bao nhiêu hộ ạ? Trong đó thì như vậy là một dự án hàng chục tỷ đồng, nhưng bao nhiêu người dân thụ hưởng thì là bỏ lửng. Sự bỏ lửng ấy cũng là vết loang cho những lãng phí kéo dài. Một dự án định canh định cư ở huyện Nguyên Bình. Bước đầu, hơn 2 tỷ đồng đã được đầu tư san gạt làm nhà cho người dân. Nhưng gần 10 năm trôi qua, nhà vẫn không thấy đâu. Ở trong này thì có một nền, còn ở khu bên này thì cũng có mấy nền ở bên đấy. Rất là khó khăn cho cái việc để quan sát, để thấy được cái số nền nhà đã triển khai thực hiện. Nhà nay là những cây cao ngút ngàn. Không chỉ vậy, để phục vụ cho dự án, những thửa ruộng của bà con cũng bị thu hồi, để rồi chúng bị bỏ hoang như thế này. Đấy là cái mà của các thế hệ trước, chúng tôi cũng rất là tế nhị, chúng tôi cũng không biết nói như thế nào. Vì cũng không nắm được, vì bản thân tôi là người mới chuyển sang nên không nắm được. Đấy. Không nắm được, để rồi những dự án tiền tỷ cứ phơi nắng phơi mưa. Cứ thế cuộc sống du canh du cư của bà con vùng cao vẫn còn tiếp diễn. Và đồng nghĩa, những đứa trẻ này, việc thiết yếu nhất như tiếp cận với y tế và giáo dục vẫn còn là chuyện xa vời.